Một trái tim lạnh đặt giữa hai trang quân tử, kẹt giữa Ân và Oán. Một trận chiến giữa quan thương yêu đối đầu lẫn nhau. Chính nghĩa luôn được đấu tranh tới cùng, muối mặn thâm thù. Ta phụng lệnh của triều đình tới điều tra buôn muối lậu. Để biết được nhà họ Đậu phạm tội buôn bán muối lậu, tới trước cổng thành chờ xử, nhắc nhở mọi người đừng để biết pháp phạm pháp. Bất cứ ai có ý bao che, giết không tha. Chỉ khi tiêu diệt hết bọn muối lậu, thiên hạ mới được thái bình. Ta coi con giống con ruột của mình, chuyện gì con cũng phải cẩn thận. Thanh Tuyết, chính ta không đội trời chung, người trong mộng cũng là kẻ thù, làm sao có thể cắt đứt? Tại sao lại lợi dụng ta? Binh bắt giặc là lẽ thường tình trong trời đất. Giết ta đi. Cô nói con đã hứa với cha cô phải sống thật vui vẻ, phải làm một con người có ích mà. Không ngờ con trai ta tuổi trẻ tài cao vậy. Đình Hiên huynh trọng lượng tốt bụng, sao lại chăm sóc tốt cho Thắng Tuyết? Huynh vẫn còn quan tâm cô ấy lắm. Một đồng không được bớt, ta là chủ hãng muối giàu có nhất Dương Châu. Ông chủ giàu có vẫn có nỗi lo không người kế thừa. Dê Sâm, ngày nào cũng tới Thanh Lâu, mày đứng yên đó. Nhìn nè, có thể chỉ được bệnh ham chơi của huynh. Bây giờ ta được thêm ngày nào thì trân trọng ngày đó. Tin tôi đi nhị thiếu gia, sẽ có kỳ tích mà. Một mưu đồ mới, âm mưu phá hoại, nữ lập kỳ công. Bổn quan dự định tặng thêm phần thưởng. Người chiến thắng sẽ được phụ trách cung cấp muối cho triều đình và kim luôn tổng kho. Có phải nàng nói cho Thái tử An biết giá của chúng ta không? Tại sao theo dõi ta? Hai cha con đối đầu nhau, ân nghĩa khó vẹn toàn. Tại sao cha lại đi chung với Thái tử An? Ta ý quyền làm chuyện riêng đó, thì sao đây? Rút lui đi. Kim và Phương Mỹ đối với cha quan trọng tới như vậy sao? Đúng vậy, còn dám bỏ đứng ta sao? Đừng tưởng là chỉ có một mình ngươi được lộng hành thôi. Ngươi muốn làm gì? Loại người như Hồ Đình Hiên không được giữ lại. Tôi sẽ không để cho ông giết Hồ Đình Hiên đâu. Muốn cản đường ta, cậu làm được sao? Tôi sẽ làm cho ông coi. Chúng ta sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, nhị thiếu gia. Ta nắm giữ hết muối và tài sản. Ngươi muốn giết ta, nhất định là muốn giành nó với ta. Hai người nhường nhau đủ chưa? Tình yêu thật khó quyết định. Một người tình sâu như biển, một người ơn cao như núi. Cả hai đều khó cắt đứt. Điều duy nhất ta có thể làm là bảo vệ muội. Huynh cố tình bắt nó làm cho muội vui sao? Hai người tốt với muội như vậy thì muội có thể cùng lúc gả cho hai người rồi. Ơn càng nặng, tình càng sâu. Quan thương dân tranh đấu, tổn thương người cố tình. Bộ phim Muối mặn thâm thù phát sóng vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 12, chỉ có trên kênh SCTV 9.